Ngày 19 tháng 10, cụm nhà thông thường cư Vôn Đen Lan địa chỉ số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, tiến hành thao, rửa bể ngầm có dung tích 3.500 mét khối sau sự cố nguồn nước cung cấp cho công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà bị ô nhiễm. Đến chiều 21 tháng 10, việc hút nước tại các bể ngầm của cụm nhà thông thường cư trên căn bản đã gần cạn, còn lại nước lắng đọng trong các bể ngầm. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, nhiều cư dân sinh sống tại tòa nhà, cùng ban quản lý, đơn vị thao rửa bể hết sức lúng túng khi nước được hút từ bể ngầm bốc mùi giống mùi dầu nồng nặc. Đặc biệt, nước rất đục, đặc quánh và trên bề mặt nổi dán như dán dầu. Nước cặn được hút lên từ bể ngầm cụm nhà thông thường cư Vôn Đen Lan đục ngầu, đặc quánh. Ảnh Hoàng Anh. Không chỉ đục mà nước còn bốc mùi dầu rất tức giận. Ảnh Hoàng Anh. Thông tin với phóng viên trước sự việc trên, ông Trần Quốc Hưng, trưởng ban quản lý tòa nhà thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn An Điền, cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn An Điền khai mạc nhận vận hành, quản lý cụm nhà thông thường cư Vôn Đen Lan được một năm nay. Theo kế hoạch, các bể ngầm của cụm nhà sẽ được thao, rửa một lần năm. Việc thao, rửa lần này được tiến hành sau sự cố nước đầu nguồn cung cấp cho công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà bị ô nhiễm và cũng đúng với quy trình một năm lần. Để tiến hành việc thao, rửa bể đúng quy trình, đơn vị đã mời công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vệ sinh môi trường thành phố số 1 Hà Nội. Việc chuẩn bị cho công tác thao, rửa bể được tiến hành từ ngày 19 tháng 10 và đến ngày 20 tháng 10 thì khai mạc hút nước tại các bể ngầm. Mùi dầu bốc lên khiến nhiều người đứng ở mép bể ngầm cảm thấy rất tức giận. Đến chiều 21 tháng 10, đến phần hút nước lắng động tại các bể ngầm là khai mạc bốc lên mùi giống mùi dầu. Việc thao rửa bể được tiến hành rất nghiêm ngặt, đơn vị giám sát công ty thực hiện việc thao, rửa bể rất chặt chẽ. Bể sau khi được thao, rửa sẽ sạch sẽ đảm bảo an ninh cho cư dân. Ông Hương nói. Ông Hương cũng cho biết, vào ngày 10 tháng 10, ban quản lý tòa nhà thu được phản ánh của cư dân về việc nước có mùi hắc khác kém cỏi so với những ngày trước đó. Ngay trong đêm, ban quản lý tòa nhà đã đi ghi nhận tại các hộ dân đang sinh sống thì thấy có mùi khác từ nguồn nước. Đến sáng hôm sau ngày 11 tháng 10, ban quản lý tòa nhà liên hệ với đơn vị cung cấp nước sạch trung gian để hỏi về mùi tức giận thì thu được thông tin về việc do chăm quá chất quá liều và phải chờ theo dõi thêm. Mấy ngày sau, ban quản lý tòa nhà cầm được thông tin từ các phương tiện truyền thông về việc nguồn nước cung cấp cho công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà bị ô nhiễm. Thao, rửa bể ngầm cụm nhà thông thường cư Vôn Đen Lan. Đến ngày 17 tháng 10, đơn vị cung cấp nước sạch xuống xác nhận về việc nước bị ô nhiễm và phối hợp với ban quản lý về việc thao, rửa bể nước tại đây. Sau khi thu được thông tin về việc nguồn nước căn bản đã đảm bảo, chúng tôi đã tiến hành thao rửa bể từ ngày 19 tháng 10 cho đến nay. Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tạm thời chỉ sử dụng nước để tắm giặt và mua nước sạch, nước đóng chai để ăn uống. Ông Hương nói. Ông Hương cũng cho biết, sau sự cố nước bị ô nhiễm, ban quản lý tòa nhà đã liên hệ với đơn vị cung cấp nước sạch để mua nước phục vụ cư dân nhưng do đơn vị cấp nước bị quá tải nên không thể liên hệ mua được nước sạch. Theo ông Hương, đến thời điểm này, qua các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị đã cầm được thông tin về việc nước sạch đã đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, ban quản lý tòa nhà chưa thu được văn phiên bản nào về việc này. Theo ông Hương, tòa nhà được thi công bể ngầm 3.500 mét khối. Trong đó, bể ngầm có dung tích khoảng 1.000 mét khối để phục vụ công tác sinh hoạt, còn lại bể ngầm 2.500 mét khối phục vụ việc phòng cháy chữa cháy. Vị trưởng ban quản lý tòa nhà Vôn Đen Lan chia sẻ, công ty ông đã tiếp quản, vận hành nhiều tòa nhà và cũng đã tiến hành thao, rửa hàng chục bể ngầm nhưng chưa thấy bể nào bẩn, bốc mùi giống mùi dầu như tại bể của tòa nhà Vôn Đen Lan. Khi thấy nước được hút lên từ bể ngầm đục và có dáng, nhiều cư dân phản ứng rất gay gắt, đặc biệt là khi những hình ảnh về nước bẩn được đưa lên trang Facebook nội bộ của cư dân. Ông Hưng chia sẻ. Phía ban quản lý không thể chủ động được nguồn nước, nếu chủ động được nguồn nước chắc chắn sẽ không có việc này. Ông Hưng chia sẻ.
vị này cũng cho biết, sau khi tiến hành thao rửa bể ngầm sẽ tiến hành thao rửa ba bể mái. Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình thao rửa bể ngầm tại thông thường cư Vông Đen Lan do phóng viên ghi nhận chiều 21 tháng 10. Bể ngầm tại tòa nhà Vông Đen Lan được thao rửa từ ngày 19 tháng 10. Ảnh Hoàng Anh. Bể ngầm tại tòa nhà trên chứa được 3.500 mét khối nước. Ảnh Hoàng Anh. Công tác thao rửa bể được tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, kỹ thuật. Ảnh Hoàng Anh. Bể ngầm tại tòa nhà trên được chia làm 3 bể thông nhau. Ảnh Hoàng Anh. Phần nước lắng đọng trong bể ngầm đục ngầu và bốc mùi dầu vô cùng tức giận. Ảnh Hoàng Anh. Không chỉ bốc mùi, phần cặn ở đáy bể còn nước đục đặc quánh và có dáng như dán dầu. Ảnh Hoàng Anh. Công tác thao, rửa bể được tiến hành rất kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh. Ảnh Hoàng Anh.